Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ mở hộp cái chiếc Android Stick X96S vừa mới ra mắt và nó sẽ chạy con chip mới của Android. Với cấu hình mạnh và hình dáng bên ngoài của nó thì nghe đồn rất là nhỏ gọn, và bây giờ thì mình sẽ mở hộp để cho mọi người xem các phụ kiện đi kèm ở trong cái chiếc Android Stick này. Sau đó thì mình sẽ xem cái cấu hình cũng như là giao diện ở trong cái chiếc Stick này nó như thế nào nhé. Nó nhìn rất là khổng lồ, bằng đường ngoài tay. Trong này thì sẽ cái này thì một cái adapter để gắn nguồn cho nó và sử dụng cái dây nối cổng USB ở trên này. Đây là cái dây nối USB của nó. Đây, mình sẽ có một cái cổng cắm. Lát sẽ gắn vào trong đây. Nguyên cái bộ đi kèm của nó nha. Một remote rất là nhỏ gọn thôi. Đúng kiểu, đúng chủng luôn. Rất là gọn, cái này phù hợp cho các bạn nào đi xa, đi du lịch thì dùng để kê xem và gắn xem ở bất kỳ đâu. Đặc biệt là trong cái chiếc Android Stick này thì nó sẽ có một cái dây cái nó hồng ngoại như thế này để mình có thể điều khiển được cái remote với lại cái Android Stick. Và cuối cùng là mình sẽ có một cái sổ hướng dẫn nhanh ở đây. Ok, phụ kiện đi kèm của nó thì chỉ nhiêu đó thôi. Thật sự là khi nhìn thấy cái con này mình hơi bất ngờ là vì nó rất là nhỏ luôn. Mọi người có thể thấy chỉ nắm ở trong lòng bàn tay như thế này, và cái này được làm bằng nhựa với những họa tiết cầm ở trên đây. Ở đây thì mình sẽ có một cái cổng HDMI. Cái này mình có thể dùng để gắn trực tiếp vào trong cái cổng của TV, hoặc là các bạn có thể kết nối như thế này, gắn vào đây và cho cái dây của nó kết nối được dài hơn, và mình lấy cái này gắn vào trong TV nó thuận tiện hơn thôi. Những cái cổng kết nối bên nằm ở mặt này thì có một cái cổng IR ở đây. Cái cổng này là dùng để mình kết nối với lại remote hồng ngoại, dùng cái dây này để kết nối, là nếu mà các bạn không kết nối dây này vào thì mình sẽ không điều khiển được bằng remote. Tại vì cái này, một là mình gắn ngoài sau TV thì mình phải có một cái dây này nữa đem cái cục này ra ở mặt nước thì mình mới có thể điều khiển được. Ở đây là cái nguồn trực tiếp nè, micro USB. Ở đây là một cái khay để gắn thẻ nhớ thôi. Rất là nhỏ gọn cho nên nó chỉ có một cái cổng USB ở đây, và ở đây là chuẩn 3.0 để mình có thể kết nối dữ liệu được nhanh hơn. Ở phía trước này thì chỉ là tên của thiết bị X96S. Ở đây thì mình có thể xem và phân biệt được thông số cấu hình cũng như là mã sản phẩm. Các bạn thấy là cái mẫu X96S này nó sẽ có hai phiên bản cho các bạn lựa chọn, là một mẫu là RAM 2GB và ROM là 16GB để lưu trữ và cài đặt ứng dụng. Còn mẫu thứ hai cao cấp hơn với cái cấu hình của nó mạnh hơn là ở RAM 4GB và ROM 32GB. Tất cả hai mẫu này, hai phiên bản này đều sử dụng là CPU AMOLED. Ok, bây giờ thì mình sẽ lên màn hình để xem được cái giao diện cấu hình cũng như ứng dụng và các cái thông số ở trong cái chiếc X96S này. Khởi động của Android Stick X96S. Ở trong phần cài đặt này thì mình cũng sẽ thể xem được cái không gian lưu trữ của nó với bộ nhớ lưu trữ và cài đặt là 32GB. Sau khi mình trừ đi những phần hệ thống, chúng ta còn khả dụng khoảng bao nhiêu đây. Còn đây là giao diện chính thức của chiếc Android Stick X96S này. Với khá là đơn giản, chỉ có một cái phần là YouTube to bên góc trái này để mình thường xem video hay là xem phim trên YouTube thì sẽ để ở đây. Bên dưới này thì mình sẽ có một cái trình duyệt để duyệt web, tìm kiếm thông tin hay là đọc báo. Ở My App này thì mình sẽ có tổng hợp tất cả những cái ứng dụng đã được cài đặt ở trên cái chiếc Android Stick X96S này. Mình sẽ vào trong đây để xem được tất cả những cái ứng dụng đã được cài đặt ở trong đây ha. Ở đây em đã cài đặt sẵn một vài cái ứng dụng để xem truyền hình, xem YouTube, cũng như là nó có thể chạy được ứng dụng xem phim Netflix rất là nổi tiếng. Ngoài ra, nếu như mà mọi người có nhu cầu cài đặt thêm những ứng dụng mà mình yêu thích thì có những cái cách sau. Một là mình sẽ vào trong phần Play Store, chở ứng dụng của Google và mình tìm kiếm và cài đặt những cái ứng dụng mà mình thích. Thứ hai là mọi người sẽ vào trang web hiếu hiền.vn và mình truy cập vào cái kho ứng dụng ở đây. Nó sẽ chứa tất cả những cái ứng dụng về xem phim, xem truyền hình được sắp xếp bên này. Hầu hết những cái ứng dụng mới nhất đều được Hiếu Hiền cập nhật và tổng hợp ở đây. Mọi người có thể vào và tải những cái file APK về và cài đặt trên máy mình. Khi mà mọi người đặt hàng tại hệ thống hiếu hiền.vn với cái chiếc Android Stick X96S này thì có thể yêu cầu nhân viên của Hiếu Hiền cài đặt sẵn những ứng dụng mà mình yêu thích, và sau đó thì sẽ được cập nhật miễn phí những cái ứng dụng. Bây giờ thì mình sẽ test thử một vài cái thông tin về điểm số AnFuTu cho anh chị và các bạn nào thường quan tâm về thông số cấu hình của chiếc Android Stick này nha. Ở đây là mình đã test được rồi, nó sẽ có số điểm trên 55.000
Ở đây là con số khá ấn tượng đối với chiếc X96S này, với cái cấu hình nó đang sử dụng là chiếc X905i2 cùng đợt với X905X2, mà mình có thể xem được cái thông số trong này. Ok, quay trở ra thì bây giờ mình sẽ thử từng cái ứng dụng như là từng cái mục ở trên đây cho mọi người xem. Thank you.